Ngày 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanic Việt Nam Thái Nguyên tổ chức chương trình trao quà chia sẻ yêu thương cho cháu Đỗ Thị Trang ở xóm Đồng Đình, xã Phúc Chu. Được biết cháu Đỗ Thị Trang sinh năm 2010, hiện là học sinh lớp 8. Cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống cùng bà ngoại tại xóm Đồng Đình, xã Phúc Chu. Gia đình của cháu Trang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế. Để chia sẻ những khó khăn thiệt thòi mất mát đối với cháu, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanic Việt Nam Thái Nguyên đã trao tặng trên 100 triệu đồng để giúp đỡ cho cháu cùng với gia đình. Ngoài ra, Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện, Ủy ban nhân dân xã Phúc Chu cũng đã có nhiều phần quà nhằm chia sẻ giúp đỡ đối với gia đình cháu Trang. Chương trình chia sẻ yêu thương là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ sự quan tâm của cộng đồng đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái của các tổ chức cá nhân trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, tạo phong trào thi đua làm công tác nhân đạo từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.